modern industrial drives need to be smaller, more efficient, and easier to use while delivering the performance and robust operation required in industrial applications such as commercial HVAC, robotics, and process automation. At Infineon, our broad portfolio of discrete power semiconductors and module-based solutions can address designs from a few hundred watts to hundreds of kilowatts and deliver meaningful benefits to the designer and user. With our unmatched quality and options based on our trench-stop IGBT7 and cool SiC MOSFET technologies, designers can find the perfect fit for their application. Infineon's trench-stop IGBT7 technology perfectly matches the needs of drives that require overload capability and switching speed control, with products covering a broad power range. IGBT7 is pin-to-pin compatible with existing IGBT4 designs, but offers up to 50% higher output current in the same frame size. It provides cost savings through reduced paralleling or a more compact inverter design using a smaller frame size. IGBT7 also offers up to 15% lower power losses for more efficient operation while enabling smaller heat sinks for a more compact design and lower bill of materials. Infineon's cool SiC MOSFETs are an ideal solution for next-generation servo drive designs. 1200-volt cool SiC MOSFETs reduce switching losses up to 50% and total losses up to 80%, enabling more efficient operation and lower operating costs. The lower losses reduce self-heating, enabling integrating the drive circuitry into the motor for simpler installation with less complex cabling. Designers can reduce the heatsink by two-thirds for a much higher system power density for cabinet-built or wall-mounted drives. We also offer a full set of complementary gate drivers, sensors, microcontrollers, memory solutions, and security ICs, as well as simulation and development tools to support fast design-in. Find more at infineon.com/industrial-drives. Em xin bắt đầu cái bài thuyết trình của mình. Bài thuyết trình của em là về cái Basic and Advanced Non-Isolated DC-DC Converter. Thế thì nhận được lời mời của VPEC thì thực ra là VPEC cũng có lời mời từ cũng khá lâu rồi. Nhưng mà trước đó thì em cũng chưa có sắp xếp được thời gian. Thì đến hôm nay thì mới sắp xếp tham gia được. Thì cũng không biết nói gì thì cố gắng nói về cái chủ đề mà em đang nghiên cứu, đó là cái chủ đề chính em đang nghiên cứu là về DC-DC converter, thì em sẽ nói về cái chủ đề đó. Thế thì bài nói của em thì nó sẽ gồm có 3 phần chính. Phần 1 thì xin phép là giới thiệu nhanh về lab, và phần 2 thì em sẽ nói về basic non-isolated DC-DC và một số cái kỹ thuật mà lab em hay dùng. Lab em thì chuyên làm về topology, nên em sẽ nói về một số kỹ thuật mà bọn em hay dùng. Sau đó thì em xin nói về cái mà em đang nghiên cứu là cái PWM bất đối xứng. Em sẽ thuyết trình cho cái bộ series capacitor buck converter và cho bộ input parallel và output series converter. Đó là hai cái bộ mà em hiện đang nghiên cứu hiện nay. Thế thì đầu tiên là em xin giới thiệu về lab của em. Đây là bản đồ chung của Hàn Quốc. Thế thì thành phố Daegu thì nó nằm ở phía miền Trung của Hàn Quốc, nó nằm ở cái chấm đỏ trên hình như các bạn đang nhìn thấy. Ở cái hình số 2 đây là cái tòa hiệu trưởng của trường, đây là tòa nhà cổ, thì trường giữ lại theo cái phong cách cổ xưa, chụp từ đằng xa nhìn lại. Còn cái tòa nhà cao cao trên này là tòa Global Plaza, là một tòa nhà mà theo cái kiến trúc hiện đại, cũng là một cái biểu tượng của trường theo kiến trúc hiện đại. Thế đây là sân vận động của trường, và đây là cái campus của trường. Thì trường thì có tương đối nhiều campus, đây là campus chính. Ngoài ra thì trường có campus về trường Y và một số campus khác và một số vùng khác, thì đây là cái campus chính. Thì cái tòa hiệu trưởng mà trên này em giới thiệu ấy, thì tòa hiệu trưởng nó là cái tòa 100, nó nằm ở đây. Đây là cái tòa hiệu trưởng. Còn lab của em là cái tòa 411, nó nằm ở đây. Đó, thì toàn bộ campus thì nằm trong cái khu vực này. Đây là cổng Bắc, thì từ cổng Bắc ra đến trung tâm thành phố thì đâu đó nó khoảng... tầm khoảng 3 cây số, nói chung là cũng tương đối gần trung tâm thành phố. Đó là cái lab của em và trường Kim Phúc National. Trường Kim Phúc National thì nó thuộc trong hệ thống trường đại học quốc gia và nó trực thuộc về thành phố Daegu ở miền Trung như cái vị trí trên bản đồ đây. Thế thì ở lab em thì em xin giới thiệu là một số giáo sư mà có ảnh hưởng tới lab. Đầu tiên là giáo sư Phan Zipeng. Thì giáo sư Phan Zipeng thì rất là nổi tiếng rồi. Ông trước thì ở Đại học Michigan, hiện nay thì ông ở Florida, thì ông là IGP Fellow từ rất là lâu rồi.
ông là tác giả của Di Suật và sau đó là học trò của ông, và cùng ông thì làm với Kwasi Di Suật thì tương đối là nổi tiếng. Và năm vừa rồi thì ông nhận được cái giải thưởng mà rất là danh giá của hội đồng của cộng đồng điện tử công suất thế giới, đó là cái giải thưởng William E. Newell Power Electric Award. Giải thưởng này rất là nổi tiếng, một trong những giải thưởng danh giá nhất của ngành. Thế thì giáo sư Peng này chính là advisor của giáo sư em hiện tại. Do vậy là lab em thì giữ kết nối rất là thường xuyên với giáo sư Peng, và giáo sư Peng thì cũng có rất nhiều ảnh hưởng tới cái định hướng nghiên cứu và cái của lab, đặc biệt là có cái ảnh hưởng tới giáo sư của em, nên là em muốn giới thiệu giáo sư Peng ở đây là vì thế. Tiếp theo là giáo sư Bung Cho Choi. Thì giáo sư Bung Cho Choi thì ông học ở Virginia Tech về, thì ông là một người mà có thể gọi là big guy trong cái modeling DC-DC converter. Thì ông là tác giả của cái cuốn sách này, cuốn sách DC-DC Power Conversion, là một trong những cuốn sách mà rất là nổi tiếng trong DC-DC. Thế thì khi mà em đọc cái cuốn sách này đó, và khi em tìm cái lab để mà sang Hàn học, thì khi mà trong ngay cái tờ giới thiệu của cuốn sách này thì giáo có nói rằng đây là cuốn sách mà đã được dạy rất lâu ở trường KNU rồi, ở trường Kim Cúc National rồi. Do vậy là nó là một cái cơ duyên để mà em có để mà mình có tìm đến lab và trường của KNU. Thì giáo sư Bung Cho Choi thì bây giờ hiện tại thì ông tương đối là nhiều tuổi, thì chủ yếu là ông giảng dạy và viết sách. Sắp tới thì ông có viết thêm 2 cuốn sách nữa. Thế thì lab em và lab của giáo sư Bung Cho Choi thì tương đối là gần nhau, và ông chính là người dạy của giáo em cả đại học và cả master. Do vậy là hướng nghiên cứu của lab em với giáo là có cái sự rất là gần. Hiện tại thì lab em thì một nửa lab thì cũng đang ngồi tại phòng của giáo giáo Choi này. Và tiếp theo là giáo của em là giáo Hon Jung Cha, thì giáo học ở Michigan, học của giáo Peng về. Thế thì giáo sinh năm 1972. Nói chung là cũng cũng không gọi là trẻ nữa, nhưng cũng cũng chưa gọi là già, tầm tầm tuổi của các giáo sư hiện tại. Thì giáo hiện tại đang làm Vice Dean của College of Engineering, tức là nó tương đương với phó hiệu trưởng của College. Thì hiện tại thì giáo Choi và lab em thì cũng đã hợp tác rất là nhiều. Đó là 2 giáo mà có ảnh hưởng rất nhiều. Do vậy là lab em thì chủ yếu là làm rất nhiều về DC-DC, bởi vì là có ảnh hưởng của giáo Choi. Và sau đó thì có làm rất nhiều về topology vì ảnh hưởng của giáo Peng. Do vậy là lab em chủ yếu làm về topology và DC-DC. Sau này thì có mở rộng thêm một số cái topic khác, nhưng mà cái định hướng chính của lab là những cái như vậy. Thế đây là một cái hình ảnh của lab và cách đây khoảng trước khi Covid nó xảy ra một cách nặng nề, thì thường lab có đi nghỉ đông, thì đây giáo có dẫn cả lab đi nghỉ đông. Tất nhiên là đây 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 đây, đây là em trông nó trong ảnh này nó hơi gầy hơn ngoài một xíu, còn đây là giáo giáo ấy trông tương đối trẻ, sinh năm 1972 nhưng giáo tương đối trẻ. Và đây chính là anh Tuấn, diễn giả thứ hai trong ngày hôm nay, đằng sau là bạn Tiên. Bạn đang chụp ảnh cái ảnh này là bạn Việt, anh em Việt Nam ở trong lab thì là tương đối là nhiều, từ trước đến giờ thì vẫn tương đối nhiều. Đây là cái public của lab gần đây nhất trong năm 2021. Thế thì đưa cái public này lên đây bởi vì là trường thì đã bắt đầu mở cái tuyển sinh vào ngày 18 tháng 10, tức là cách đây có mấy ngày đấy, tuần trước mới mở tuyển sinh. Thì các bạn mà có muốn tìm hiểu về lab thì có thể vào cái trang web của lab theo cái đường dẫn ở đây, và cái lịch trình tuyển sinh của trường thì theo cái đường dẫn ở đây. Và để mà hiểu về cái định hướng của lab nhanh nhất thì các bạn cứ nhìn cái publication của lab gần đây, và nếu các bạn muốn tìm hiểu sâu thì có thể đọc một vài cái bài trong competition gần đây nhất. Thì theo 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 em nó là cái rõ nhất về cái định hướng của lab. Thế thì bạn nào mà có nhu cầu và tuyển vào lab thì theo em biết thì cái tuyển sinh của trường thì cũng vẫn đang mở, thì có thể gửi trực tiếp cho giáo, và theo cái hướng dẫn tuyển sinh của trường thì giáo đặc biệt thích các anh em Việt Nam. Do vậy là xin vài phút xin quảng cáo và tuyển sinh hộ giáo. Sau đây thì em xin bắt đầu vào cái non-isolated DC-DC converter. Thì đầu tiên là về cái ứng dụng, thì như chúng ta nhìn thấy ở đây là một cái sắp xếp trên bài báo của BlaBlazer. Thì chúng ta nhìn thấy là nó cũng rất là rộng. DC-DC thì ở đây là BlaBlazer, thì giáo sư BlaBlazer thì có sắp xếp các ứng dụng theo cái giải công suất và theo cái giải điện áp đầu vào đầu ra. Và chúng ta thấy là nó có rất nhiều ứng dụng cho PV này, cho DC microgrid này, cho radar này, cho X-ray này, cho PFC này, cho motor driver này, cho transformation này, cho tàu điện này, cho UPS data center rất là nhiều. Thế thì rõ ràng là chúng ta thấy nó rất là rộng.
và em hoàn toàn không có tham vọng là mình có thể nói hết được về cái basic hoặc là về cái DC-DC converter trong trong cái bài thuyết trình hôm nay. Em sẽ chỉ cố gắng nói một số cái cơ bản nhất theo những theo cái cách nhìn và cách hiểu của em. Đấy, hy vọng là nó có hữu ích với mọi người. Thế thì theo cách phân loại thì trong một bài báo khác, cách phân loại thì chúng ta thấy ở đây là từ power electric thì chúng ta có DC-DC. Bên cạnh đó thì DC-AC và AC-AC thì DC-DC thì được phân ra làm voltage short và current short. Thế thì ở voltage short thì chúng ta thường chia ra là non-isolated và isolated. Và tiếp theo thì non-isolated thì chúng ta chia làm unidirection và bidirection. Thế thì ở unidirection thì chúng ta sẽ chia ra làm single step. Thì nó gồm có ba bộ cơ bản là boost, buck và buck boost. Và sau đó thì có chia thêm trúc, cpic và zeta ở đây. Và nâng cao hơn thì chúng ta có multi-step và multi-phase. Thế thì em sẽ cố gắng nói về ba bộ cơ bản và thêm một chút về bộ trúc ở đây. Cho nên là mình sẽ bao gồm bốn bộ cơ bản này. Sau đó thì em sẽ nói về multi-phase một chút, về cái em đang làm, về cái PRM bất đối xứng dành cho multi-phase. Nó nằm ở cái khu vực này. Thế thì thực ra là cái này nó là những cái hết sức là cơ bản rồi. Các diễn dẫn các bạn ở đây thì hầu hết là đều là đồng nghiệp, đều là các anh, các chị và có cả các thầy của mình nữa. Nên là các cái này hầu hết là đều là cơ bản rồi. Nhưng mà hy vọng là mình sẽ nói dựa trên cái góc nhìn của mình và hy vọng nó sẽ có ích với mọi người và mọi người có thể nhìn thấy cái vẻ đẹp ở trong 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 cái DC-DC converter. Thế thì ở về basic thì chúng ta có bộ buck converter. Bộ buck thì chúng ta đều biết rằng nó gồm có một khóa, một diode và một cái inductor. Thì cái đầu ra, cái output nó bằng đi time bằng đi lần của Vin. Và tiếp theo chúng ta có bộ boost. Thì bộ boost thì cái inductor nó ở đằng trên này. Và sau đó là chúng ta có khóa và diode. Thì cái VOUT bằng 1 trên 1 chữ D của Vin. Và cái VOUT thì nó luôn luôn lớn hơn Vin, do vậy chúng ta gọi là boost. Buck thì cái VOUT luôn luôn nhỏ hơn Vin thì chúng ta gọi là buck. Và tiếp theo là chúng ta có buck boost converter. Thì buck boost thì nó cũng gồm có khóa, diode và một cái R và cái output nó nằm ở đây. Thì cái quan hệ của nó là VOUT bằng đi chia 1 chữ D nhân với Vin. Do vậy là nó có thể là lớn hơn hoặc nhỏ hơn Vin. Tuy nhiên là lưu ý là cái VOUT và cái Vin này, VOUT ở đây nó ngược. Tức là cái này nó gọi là inverting buck boost converter. Thế thì đây là ba bộ cơ bản nhất được xếp vào một tầng đấy, one state non-isolated DC-DC converter. Thế thì tiếp theo là từ bởi vì là buck boost thì cái bộ buck boost này nó đầu ra của nó là inverting, nó bị ngược ấy. Thì sau đó thì giáo sư Trúc thì có đưa ra cấu hình Trúc là một cấu hình mà rất là nổi tiếng. Thì cấu hình Trúc converter thì như các bạn nhìn thấy ở đây là nó không chỉ là một tầng nữa mà nó được tạm thời xếp vào gọi là hai tầng. Thế thì đầu ra của nó đây nó vẫn cái hàm truyền của nó vẫn là buck boost, vẫn là thực hiện cái công việc của buck boost, nhưng mà cái đầu ra của nó thì chúng ta thấy là nó ngược. Do vậy người ta gọi là non inverting, nó ngược với buck boost truyền thống. Thế thì bộ Trúc này tương đối là nổi tiếng. Thì theo giáo sư Bung Chu Choi thì hiện tại thì bộ 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 Trúc này nó không được còn được dùng nhiều trong công nghiệp nữa. Tuy nhiên là về mặt học thuật ý, thì nó vẫn còn rất là nhiều giá trị. Thế thì tiếp theo đây là em sẽ trình bày một số cái kỹ thuật mà lab em hay dùng. Thế thì chúng ta sẽ nhìn sâu vào ba cái bộ cơ bản cộng với bộ Trúc, tức là chúng ta có bốn cái bộ đó. Và dựa vào những cái kỹ thuật hết sức cơ bản này để chúng ta nhìn xem cái mối quan hệ giữa bốn cái bộ đó và các cái kỹ thuật này nó có cái gì hay. Thế đầu tiên là chúng ta sẽ nhìn dưới góc độ của cái khóa ba cực ấy, cái three terminal switching device. Thì cái khóa ba cực này thì chắc là hầu hết là ai cũng đều biết, nó gồm có active terminal, passive terminal và common terminal. Thế thì ở phía common terminal này thường xuyên là người ta nối với một L ở đây để duy trì cái IC, cái dòng đầu ra này nó ổn định. Thế thì nếu mà nhìn dưới cái góc độ của cái bộ buck converter đấy thì chúng ta nhìn thấy đây chính là cái khóa ba cực A, P và C ở đây. Nhìn dưới góc độ này thì chúng ta sẽ thấy rằng là bộ buck là một cái khóa ba cực. Đó, nếu chúng ta gộp cái L vào đây, bởi vì là cái khóa ba cực này nó có nhiệm vụ duy trì cái IC đầu ra là tương đối ổn định. Do vậy là cái L này được hiểu là nó duy trì cái IC. Thế thì khi đó chúng ta sẽ hiểu là cái khóa ba cực này nó làm cái nhiệm vụ là nó truyền năng lượng giữa một nguồn áp và đầu ra là một nguồn dòng. Đã, chúng ta hiểu như vậy. Thế thì khi chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta nhìn thấy là cái bộ buck này nó chính là một cái khóa ba cực, và khi chúng ta xoay khóa này đi 180 độ thì chúng ta có bộ boost, và khi chúng ta xoay đi 180 độ nữa cái khóa ba cực này thì chúng ta được cái bộ buck boost. Và đương nhiên là vì nó là khóa ba cực nên khi chúng ta xoay tiếp 180 độ thì nó lại trở về bộ buck.
Vậy là chúng ta chỉ có ba cái cấu hình cơ bản nhất này thôi, bug boost và bug boost. Đó là cái góc nhìn về ba cái bộ cơ bản mà dựa trên cái khóa ba cực, trên cái three terminal switching device, thì chúng ta thấy rằng là cả ba cái bộ này thì bản chất là nó có một sự liên hệ với nhau, và như vậy là chúng ta có thể hiểu là chúng ta có thể quy về được. Thì nhiều người cho rằng là bộ bug là cái bộ khởi thủy nhất của cả cái ba bộ này, và từ đó chúng ta có thể dẫn ra các bộ nó phức tạp hơn. Thì như chúng ta thấy là trong cái phân loại của DCDC ấy, chúng ta sẽ thấy là ở đây nó có rất là nhiều vô vàn cái ứng dụng, vô vàn cái ứng dụng cũng như là vô vàn cái cấu hình. Thế thì làm sao mà để nhìn tất cả các cái cấu hình này? Thì hiện giờ nó vẫn đang phát triển rất là khó, và rất nhiều cấu hình mới, rất nhiều cấu hình và có rất nhiều device. Thế thì lab em là chuyên làm về cấu hình, thế nên là mọi người cố gắng nhìn tất cả các cấu trúc dựa trên những các cấu hình cơ bản nhất để xem là nó có ưu điểm gì, nhược điểm gì, và bản chất của nó là dựa trên cái cấu hình gì. Thì vì lab em làm về topology mà, thế nên là bọn em cố gắng nhìn tất cả dưới con mắt của một số cái kỹ thuật. Thì đầu tiên là cái kỹ thuật về cái khóa ba cực, thì chúng ta thấy là cả ba nó có một sự quan hệ nhất định như vậy. Tiếp theo là nếu chúng ta nhìn dưới quan hệ của cái voltage gain, thì chúng ta thấy là ở đây là bộ buck converter, chúng ta có V in, chúng ta có khóa, có diode và có L, thì khi đó là V out, nó bằng D time lần V in. Như vậy là nếu mà, bởi vì là hai cái này nó có chung ground, nên là nếu mà chúng ta lấy một con tụ ở đây và chúng ta đặt cái này là V out phẩy, thì cái V out phẩy rõ ràng nó bằng 1 chữ D V in. Như vậy là V in bằng V out phẩy trên 1 trên 1 chữ D. Do vậy là nếu mà chúng ta đổi cái vị trí của V in và V out phẩy ngược với nhau, tức là V in bây giờ biến thành V out phẩy và V out phẩy biến thành V in, thì cái cấu hình chúng ta sẽ nhận được nó là cái cấu hình này. Và khi đó thì cái V out phẩy nó đóng vai trò của V in và V in đóng vai trò của V out phẩy. Khi đó là V out phẩy ở trên cấu hình này nó bằng V in trên 1 chữ D. Và khi chúng ta lật cái L lên trên và lật con diode lên trên, thì đó chính là cái boost mà chúng ta vẫn thường thấy. Do vậy là về bản chất là bug và boost thì nó có cái quan hệ với nhau. Tiếp theo là từ cái bộ bug cơ bản này, chúng ta nhìn dưới cái góc độ mà nó cái mối, cái hàm truyền của nó là đi tham giữa cái đầu vào V-in và V-out. Thế thì dưới góc độ của điều khiển tự động ấy, thì khi chúng ta phản hồi dương một cái hàm truyền là một phản hồi dương ở đây, thì rõ ràng quan hệ của V-out và V-in bây giờ nó trở thành đi trên một chữ đi. Thế đây chính là cái quan hệ của cái bug boost. Do vậy là chúng ta có thể hiểu cái bug boost dưới cái góc độ như sau. Đây là mạch của bug truyền thống, đây là khóa này, đây L này, đây là diode này. Thế khi đó chúng ta phản hồi dương bằng cách là từ điểm Z này, chúng ta kéo về phản hồi dương đối với Vin, và chúng ta bỏ cái điểm ground chung của Vin ở trên này đi, chúng ta cắt cái ground ở đây ra. Thì như vậy là bây giờ cái điện áp giữa X và W này nó trở thành là Vin cộng với VA, bởi vì nó Z nó về đây rồi. Thì cái đó là điện áp giữa X và W nó thành Vin và cộng với VA. Vậy đây chính là cái phản hồi dương. Vậy đây chính là cái phản hồi dương. Vậy thì sau đó khi chúng ta đã kéo về như này rồi, đó, và chúng ta bắt đầu kéo cái điểm W này lên trên, kéo cái điểm W này lên trên, thì cái diode nó trở lên trên, và chúng ta kéo cái điểm Z này xuống dưới thành cái ground, thì con L này nó kéo theo xuống dưới, và cái điện áp đầu ra là nó bị lật cực, nó bị lật cực. Thì đây chính là cái bức bút mà chúng ta vẫn thường xuyên nhìn thấy. Do vậy là dưới góc độ của hàm truyền, chúng ta hoàn toàn cũng có thể dẫn ra từ bức mà chúng ta hiểu được bức bút. Do vậy là bản chất là cả bút và bức boost chúng ta đều có thể dẫn ra dưới cái góc độ của hàm truyền và cái biến đổi mạch. Đó là cái góc độ mà nếu mà mọi người nhìn các cái bộ cơ bản này dưới góc độ của hàm truyền. Tiếp theo là một cái kỹ thuật mà lab em cũng hay dùng, nó gọi là kỹ thuật duality theory. Cái duality theory này là một cái kỹ thuật mà tương đối cổ xưa rồi, chắc mọi người cũng đều nghe nói đến, nhưng mà một số người thì áp dụng nó, một số người thì cũng không hay áp dụng nó lắm, nhưng mà nó cũng có cái nhiều cái nó rất là hay. Ví dụ như đây là bộ bug này, bộ bug truyền thống chúng ta cũng nhìn thấy, và đây là bộ boost này. Thế thì nếu nhìn dưới góc độ của duality theory đấy, thì theo lý thuyết của duality theory ấy, thì chúng ta hoàn toàn có thể biến một mạch trở thành một mạch tương đương, và tất cả các cái kỹ thuật sử dụng trên mạch đó đều có thể chuyển sang mạch tương đương của nó được. Thế thì ở đây cái kỹ thuật này là sẽ đặt một cái điểm common ground ở ngoài đó, common ground ở ngoài điểm O chẳng hạn, và chúng ta sẽ đặt giữa một cái mỗi một cái mét này, mỗi một cái loop này,
chúng ta đặt một cái điểm, ví dụ đây là điểm A, đây là điểm B, còn đây là phía tải thì C với R thì chúng ta có thể gọi chung là tải R được thôi. À, chúng ta không xét đến cái loop này nữa. Thế từ A và O chúng ta kéo một đường cắt qua, vì vậy thì khi đó con khóa này nó vẫn trở thành một con khóa. Và cắt qua từ A O mà qua cái đường này thì cái nguồn áp này bây giờ trở thành nguồn dòng. À, và từ A cắt sang B thì con diode nó vẫn là diode, và từ B chúng ta cắt sang O thì R nó vẫn trở thành R. Bản chất là nó thành 1 trên R. Thế thì bây giờ chúng ta sắp xếp lại cái mạch này, chúng ta lật nó xuống, lật điểm O nó xuống. Cái nguồn dòng này chúng ta chuyển thành nguồn áp và L. Đó. Thì khi đó chúng ta sẽ nhận được boost. Như vậy là buck và boost về bản chất theo lý thuyết của duality theory là nó là hai cái mà nó đối xứng với nhau theo lý thuyết của duality theory. Thế thì trông cái này thì trông nó rất là đơn giản. Nhưng mà ví dụ như một mạch, đây là mạch two-phase interleaving buck converter. Thế thì bằng lý thuyết duality theory thì chúng ta có thể nhận ra là nó được chuyển thành mạch three level boost converter. Trong hai mạch này về bản chất bình thường chúng ta thấy là nó hoàn toàn không có liên quan gì với nhau. Trông nó hoàn toàn không liên quan gì với nhau. Nhưng dưới góc nhìn của duality theory thì bản chất hai mạch này là hai mạch đối xứng của nhau. Tất cả các kỹ thuật được áp dụng trên mạch two-phase interleaving buck này hoàn toàn có thể áp dụng tương tự trên three level boost. Đó là dưới góc nhìn của những người làm topology như em. Tiếp theo là một cái kỹ thuật mà em cũng thường xuyên mà để ý hay dùng, đó là kỹ thuật biến đổi mạch. Những kỹ thuật vô cùng đơn giản thôi nhưng rất hiệu quả. Ví dụ ở đây là chúng ta nhìn thấy cái bộ đầu tiên là cái bộ di suột, là bộ của giáo sư Fang Zipeng đưa ra vào năm 2003, rất nổi tiếng. Hiện giờ thì nó có khoảng gần 4.000 size rồi. Cái bộ này thì nó tạo lên cái trường phái về di suột và mọi người có thể xem trên IGP được public rất nhiều. Và sau đó vài năm thì học trò của ông và cùng ông thì đưa ra bộ quasi di suột. Thế bây giờ nói về di suột thì hầu hết mọi người đều nói quasi di suột bởi vì nó có rất là nhiều ưu điểm vượt trội so với di suột. Thế nhưng mà khi mà cái bộ quasi di suột này đưa ra ấy, thì giáo của em, giáo cha đấy, cũng ở hiện lúc đó là đang ở cùng lab, đang ở lab với giáo Pen và bạn đưa ra cái bộ quasi di suột này. Thì lúc đó thì bạn đó trình bày rất là nhiều thứ để mà đưa ra bộ quasi di suột này. Nhưng mà sau ấy thì giáo em nhận ra thực ra ấy, nó mình có thể hiểu một cách vô cùng đơn giản. Từ cái bộ di suột này, chúng ta thấy là cái tụ C2 này này, nó nối từ cái đốt này xuống ground của đốt này. Thế bởi vì Vin ấy nó là nguồn áp nên chúng ta có thể nhấc cái đốt này lên. Từ A này, chúng ta chuyển cái đốt A lên này. Thế thì ngay lập tức chúng ta sẽ nhận ra là cái C2 này nó sẽ được giảm cái điện áp đi, để nó giảm đi đúng bằng Vin lần. Như vậy là nó rất có lợi thế đối với một cái tụ điện mà chúng ta giảm cái voltage stress của nó đi. Đó, giá thành nó giảm rồi là nó cũng tuổi thọ nó cũng tăng được rất nhiều lợi thế. Thế sau khi mà chuyển cái tụ C2 này lên trên này rồi ấy, thì việc tiếp theo ấy là con L này, khi đó nó tự do, nó free. Nên chúng ta chuyển cái L này lên trên, cái L2 này từ dưới này chúng ta vòng lên trên. Thì khi đó chúng ta nhận ra ngay cái ưu thế là đối với ở phía bên tay trái này, cái mạch này này, thì mạch nó không có common ground. Nhưng mà khi chúng ta chuyển cái L2 lên trên, ngay lập tức thì cái mạch nó chuyển ra thành có common ground. Mà tất cả cái thứ nó vẫn tương tự. Do vậy là từ cái này, chúng ta vẽ lại mạch một cách nó chỉn chu ấy, thì chúng ta nhận ra thấy đây chính là quasi di suột. Vậy thì một cách đơn giản chúng ta hiểu là quasi di suột là một cái cải tiến của di suột nhưng mà có rất nhiều lợi thế. Với ưu điểm nổi bật là cái C2 này chúng ta được giảm voltage stress này và chúng ta có common ground này. Do vậy là hầu hết bây giờ nói về di suột thì mọi người đều nói là quasi di suột, thì ít khi người ta nói về di suột nữa. Thì đây là một cái ví dụ mà bằng những cái cách biến đổi mạch vô cùng đơn giản nhưng mà hai cái mạch rất là nổi tiếng. Cái mạch quasi di suột này cũng có rất là nhiều size, hiện giờ có gần khoảng 1.200 size rồi. Chúng ta có thể hiểu được những cái mạch kinh điển dưới cái góc nhìn mà chúng ta cũng có thể hiểu được. Tiếp theo là em xin nói về P-cell và N-cell. Thế thì P-cell và N-cell là gì? P-cell thì có nghĩa là một cái tổ hợp mà chúng ta có một cái khóa, một cái diode và sau đó là dòng điện chúng ta kéo cái tổ hợp này. Thì đây gọi là P-cell. Thế thì ở N-cell thì nó ngược lại, tức là một cái tổ hợp mà cái khóa thường nằm dưới, diode nằm trên và cái dòng điện thì đi vào cái đốt này. Cái này chúng ta có thể vẽ ở cái dòng điện này phía bên tay trái hoặc lật lại phía bên tay phải đều được, miễn là cái dòng điện nó đi vào cái đốt này. Thế thì chúng ta cùng nhìn lại cái buck converter mà truyền thống chúng ta cũng nhìn thấy trong sách giáo khoa đấy, trong các sách ấy, đó là cái khóa ở đây, cái diode ở đây và cái L ở đây. Thế thì cái này bản chất ấy, nếu mà nhìn dưới góc độ của P-cell và N-cell ấy, nó là P-cell buck.
Thế bởi vì là pcl và ncl là tương đương nên là chúng ta hoàn toàn có thể làm một cái ncl được bằng cách là chúng ta đảo cái khóa từ trên xuống dưới, cái diode là chúng ta đảo lên trên, cái l chúng ta giữ nguyên và cái nguồn va là chúng ta đẩy lên trên để đảm bảo là dòng điện là nó đi vào cái đốt này. Thế thì đây là pcl và ncl và nó hoàn toàn tương tự. Thế thì hai cái này nó có gì khác nhau? Chúng ta có thể nhìn thấy ngay là cái ncl ấy nó có một lợi thế là cái khóa này chúng ta có thể dùng low side gate driving, nó rất là kinh tế đó. Nhưng mà cái PCL nó lại có một lợi thế khác, đó là nó có common ground giữa VIN và VA, nó cũng là một cái lợi thế khác. Do vậy là hai cái PCL và NCL này nó có thể gọi là 50-50 tùy theo chúng ta lựa chọn. Nhưng mà sách giáo khoa ấy, thì hầu hết các sách ấy, mọi người đều nhìn thấy cái buck converter này dưới dạng PCL là chính. Và tiếp theo nếu mà chúng ta nhìn boost converter ấy, ở sách mà chúng ta vẫn đang sử dụng ấy, thì với một cái L ở đây, khóa ở đây và diode ở đây thì rõ ràng đây là một cái NCL boost. Thế thì ở đây chúng ta có là dòng điện là đi vào cái đốt này. Thế thì chúng ta hoàn toàn có thể làm một cái PCL boost được bằng cách là chúng ta đẩy cái khóa lên trên, cái diode chúng ta đẩy xuống dưới và cái VIN chúng ta lật lên trên, và do như vậy là khi đó thì cái dòng điện nó sẽ đi ra. Thế thì so sánh giữa hai cái này thì cái NCL này nó có common ground, nó có low side gate driving, như vậy là cái NCL này hoàn toàn là tốt hơn cái PCL. Do vậy là sách giáo khoa người ta đề cập boost converter dưới dạng cái NCL này là hoàn toàn hợp lý. Tiếp theo là chúng ta sẽ nhìn cái buck boost. Cái buck boost thì chúng ta vẫn nhìn thấy là mọi người đều trong các sách đều vẽ nó như thế này cả. Ở đây khóa ở vị trí này, L ở vị trí này và diode ở vị trí này. Thế thì đối với buck boost ấy, thì cái này nếu nhìn dưới góc độ của PCL và NCL thì đây là PCL buck boost. Tức là cái VIN ở đây, VOUT ở đây, cái khóa trên này, diode trên này và dòng là đi ra khỏi L. Thì đây là PCL buck boost. Thế thì chúng ta có thể làm NCL được bằng cách là chúng ta lật cái in xuống dưới, cái out chúng ta đẩy lên trên này, và cái diode chúng ta lật lên trên, cái khóa chúng ta lật xuống dưới và cái L chúng ta giữ nguyên thì cái đó dòng nó đi vào. Thế thì hai cái mạch này hoàn toàn tương tự. Thế nhưng mà chúng ta thấy là NCL rõ ràng cái khóa này nó có common, nó còn nó là low side gate driving, nó là low side gate driving đó. Do vậy là dựa trên cái góc độ của NCL và PCL ấy thì cái NCL nó là tốt hơn đó. Thì theo giáo của em nhìn nhận ấy, thì sách giáo khoa một số sách mới sau này có thể họ sẽ thay đổi, họ sẽ không viết cái buck boost dưới dạng này nữa mà họ nên viết buck boost dưới dạng cấu hình như thế này thì nó sẽ tốt hơn. Đó là cái PCL và NCL. Thế thì ở đây chúng ta sẽ nhìn một cái ví dụ bộ bộ trúc converter, chúng ta sẽ nhìn từ buck boost như thế nào. Buck boost truyền thống ấy, thì nó là PCL, thì chúng ta nhìn thấy ở đây, đây là VIN, đây là VOUT và đây là L, thì chúng ta có hai cái khóa. Đây là cái khóa và đây là cái diode. Thế thì bởi vì là VIN và VOUT thì chúng ta đều là nguồn áp cả. Thế thì rõ ràng là chúng ta có thể đặt một cái Snapple capacitor ở đây, một cái Snapple capacitor ở đây. Thế thì sau khi chúng ta đặt Snapple capacitor ở đây thì cái L này chúng ta di chuyển. Chúng ta di chuyển L lên trên và di chuyển L xuống dưới, bởi vì cái đốt này là đốt chung. Do vậy là khi chúng ta di chuyển L theo hai phía thì chúng ta sẽ có L11 và L12, chúng ta tách L ra, bỏ cái L đi, đẩy thành L11 và L12. Thế thì khi đó sau đó chúng ta sắp xếp lại các linh kiện kéo lại thì L11 nó chuyển về đây, chúng ta tách ra, VIN đẩy sang đây, VOUT đẩy sang đây, thì đây chính là trúc converter. Thì đây là cách mà chúng ta hiểu trúc converter từ cái PCL và NCL, từ cái PCL và NCL của buck boost truyền thống. Thế thì khi mà giáo sư Trúc ấy mà đưa ra bộ trúc ấy, thì ông tất nhiên là ông không nghĩ theo cách này. Giáo sư Trúc khi mà ông nghĩ ra bộ trúc thì ông nghĩ theo cách khác. Giáo Búc Châu Choi thì đã từng nói chuyện với giáo sư Trúc, thì ông giáo sư Trúc thì có nói rằng là ông nghĩ ra bộ trúc bởi vì ông dựa trên cái lý thuyết three terminal nhiều hơn, tức là ông nghĩ về cái chuyện VIN và VOUT nhiều hơn, sau đó thì ông dẫn giải ra bộ trúc này. Thì cái đó thì khi mà chúng ta đọc lại cái bài báo đầu tiên mà giáo sư Trúc đưa ra, chúng ta sẽ có thể hiểu được cái suy nghĩ của ông. Thế thì khi kết hợp giữa PCL và NCL lại ấy, thì chúng ta sẽ được có một cái chúng ta gọi là switching cell, nó bao gồm một cái PCL ở đây và một cái NCL ở đây. Khi đó chúng ta sẽ có hai cái L, một cái L là đẩy dòng ra và một cái L đẩy dòng vào. Thì cái cấu hình này được gọi là switching cell. Thì cái cấu hình này thì được áp dụng rất là tốt cho inverter và bên AC-AC hoặc là AC-DC converter. Thì cái cấu hình này thì lab em cũng làm rất là nhiều, lab em viết khoảng 10 hay 15 bài báo gì đó về cái cấu hình switching cell này, rất là tốt cho AC-AC và inverter. Thì cái này anh Tuấn sẽ trình bày rõ hơn về cái phần sau, bởi vì anh Tuấn nghiên cứu về cái switching cell này rất là nhiều đó. Thì tổng kết lại
Ở cái phần 1 vừa rồi em có nói về bốn dạng non-isolated của DCDC, đó là buck, boost và buck boost, và một số cái kỹ thuật mà lab em hay dùng để chúng ta có thể xoáy sâu và nhìn vào bốn cấu hình cơ bản. Ở đó thì chúng ta thấy là chúng ta có khóa ba cực này, có voltage gain này, có duality này, có cái biến đổi mạch này và có switching cell. Thì đó là một số cái kỹ thuật mà lab em này thường xuyên dùng. Thế bây giờ là sang phần 2. Thì em xin nói về cái mà em đang làm về cái PWM bất đối xứng, chúng ta gọi là asymmetrical PWM. Thì đầu tiên là em trình bày cái asymmetrical PWM cho cái series capacitor buck converter. Cái đầu tiên là chúng ta sẽ nhìn lại bốn cái bộ cơ bản mà chúng ta vừa nêu xong. Bốn cái bộ cơ bản này chúng ta gồm bộ buck này, bộ boost này và buck boost, và sau đó chúng ta có bộ trục này. Thế thì cái sự khác biệt của bộ trúc chúng ta nhìn thấy ở đây là giáo sư Trúc ấy, dùng cái tụ C để ông truyền tải năng lượng. Ba cái bộ trước nó là one step, thì hầu hết việc truyền tải năng lượng là do L. Thế ở đây có một sự khác biệt là giáo sư Trúc đưa con C vào để truyền tải năng lượng giữa cái in và VA. Thế thì dựa trên cái ý tưởng đó, thì đầu tiên là cái bộ two phase interleave, tức là khi mà mở rộng của cái DC-DC lên mà xếp nhiều tầng ấy, thì người ta thường có một cái xu hướng đó là cái multi phase. Thế thì ở đây là cái hai phase. Thế thì ở cái hai phase này thì cái gain ý, nó vẫn là đi time lần Vin, cái out nó vẫn bằng đi time lần Vin. Thế thì nó xuất hiện một cái nhược điểm là khi mà chúng ta muốn cái đi out nó rất là nhỏ ấy, thì cái đi nó trở cái duty ratio nó trở lên rất là nhỏ. Thế khi mà duty ratio trở lên rất là nhỏ ấy, thì nó trở lên không thực tế. Vì như chúng ta biết ý, là trong cái bộ bug nói chung ý, khi mà duty ratio trở nên rất là nhỏ thì nó rơi vào trạng thái hoạt động DCM, tức là cái hoạt động gián đoạn này. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi mà đi trở lên rất là nhỏ ấy, thì cái hiệu suất của bộ buck nói chung là trở lên rất là thấp. Bởi vì ấy, trong tất cả các dạng buck high converter ấy, nếu mà chúng ta nhìn dưới cái dạng mà truyền năng lượng ấy, thì mà cái duty ratio nó càng lớn càng tốt. Cái high duty ratio thì thường được ưa thích hơn trong cái khả năng có thể. Đó. Thế thì cái bộ này nó có cái nhược điểm là như vậy. Và thêm nữa ấy, là hai cái dòng inductor nó không hề cân bằng với nhau. Khi mà có bất kỳ cái sự biến động nào về về duty ratio ấy, thì hai cái dòng này nó khác nhau. Và rất nhiều cái thuật toán điều khiển cũng như là cấu hình của Virginia Tech và của các trung tâm khác cố gắng đảm bảo hai cái dòng này nó cân bằng với nhau. Thế thì vào năm 2005 ấy, thì nhóm nghiên cứu của Nhật Bản của giáo sư Sato đưa ra một cái cấu hình mà sau đó rất là nổi tiếng, gọi là series capacitor buck, hoặc là chúng ta có thể gọi là double step down. Thế cái cấu hình này dựa trên cái ý tưởng của giáo sư Trúc là dùng một con tụ năng lượng, thêm một tụ, vào. Thế bằng cách thêm một con tụ vào đây thì cấu hình này trở thành là VIN D trên 2. Có nghĩa là duty ratio gấp đôi này. Ví dụ như là cùng với VIN, cái duty ratio D ở đây là ví dụ muốn là 0.2 thì đây chúng ta có thể dùng là 0.4. Vậy là efficiency chúng ta rõ ràng là tốt hơn. Thêm vào đó là nó trở lên thực tế hơn rất nhiều. Cái cấu hình này trở nên rất nổi tiếng và được dùng nhiều, đặc biệt là trong 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 viễn thông, trong nó trở lên cân bằng với nhau. IL1 với IL2 nó trở lên cân bằng với nhau. Và như vậy ơi, là em xin lỗi, hình như là đang bị ngắt mất cái phần share màn hình ấy, anh có thể share lại. Thì anh sẽ share lại đúng không? Vâng. Mọi người nhìn thấy chưa? Rồi. Vừa bị ngắt ngay ở slide này hả anh, hay slide trước? À, ngắt ngay slide này, nhưng mà nó ngắt từ cái đoạn mà Đại nói về series capacitor của cái nhóm từ Nhật Bản đó. Đại, dạ, thế em sẽ nói lại cái chỗ này ạ. Dạ vâng ạ. Ừ. Thế thì cái cấu hình series capacitor này được giáo sư Sato và nhóm của giáo sư Sato Nhật Bản đưa ra 2005 đó. Thì ông theo cái logic của giáo sư Trúc đó, thì ông áp thêm con tụ vào đây. Áp thêm một tụ vào đây, và như vậy là sau khi mà khám phá ra thì cái gain của nó bằng đi trên 2. Thế thì rõ ràng là chúng ta thấy là cái gain của nó được double lên. Ví dụ như ở cái cấu hình truyền thống này, chúng ta muốn D bằng 0.2, thì đây với cùng VA với IN chúng ta có thể dùng D bằng 0.4. Thế
Thế thì rõ ràng là cái hiệu suất nó được nâng lên, bởi vì là cái duty ratio nó được nâng lên. Và thêm vào nữa ấy, là với việc thêm môn tụ này thì ông phát hiện ra là hai cái dòng này là nó luôn luôn cân bằng với nhau, bởi vì là một dòng nó sẽ chạy cho con tụ này và một dòng nó sẽ bị chạy, và như vậy là hai cái dòng này luôn cân bằng. Và thêm vào nữa ấy, thì chúng ta nhìn thấy ngay ở đây ở câu truyền thống thì tất cả các khóa bốn khóa này quantity stress nó phải phụ thuộc vào, nó bằng với in, nhưng mà ở đây nhờ có cái con tụ này, ví dụ chúng ta nhìn thấy ngay là D1 này và S1 này, thì cái voltage stress nó sẽ được giảm chính là bằng cái điện áp rơi trên con tụ này. Do vậy là cái cấu hình này người ta gọi là double step down, và chúng ta có được cái balancing của current, và chúng ta có cái inductor current ripple chúng ta cũng giảm được, và giảm được cái voltage stress và có hiệu suất tốt hơn. Thì cái cấu hình này được sử dụng phổ biến trong viễn thông và trong máy tính, là một cấu hình rất là nổi tiếng. Tuy nhiên ấy, cấu hình này ấy, đánh đổi lại ấy, nó có một cái hạn chế cơ bản, đó là bởi vì nó là double step down nên là ở đây nó cái D này nó hoạt động trong từ 0 đến 1 được, thì D ở đây nó đột nhiên chỉ còn từ 0 đến 0.5 thôi. Đây là một cách hết sức là logic để chúng ta hiểu, bởi vì nó double lên rồi nên là cái D của nó chỉ hoạt động từ 0 đến 0.5 thôi, nó nhỏ hơn 0.5. Thế thì khi mà em nhìn thấy cái cấu hình này ấy, thì đầu tiên ấy, thì em cố gắng tìm hiểu tại sao khi mà đi nó lớn hơn 0.5 thì mọi chuyện nó lại không còn được diễn ra hoàn hảo nữa. Thế thì ở cái cấu hình truyền thống này, thì khi em vẽ tất cả cái waveform của cái dạng sóng ra, thì em nhận thấy rằng cái tụ C này nó luôn luôn được sạc, cái tụ C này, nó luôn luôn được sạc bằng cái dòng của IL1, dòng sạc nó luôn luôn là IL1. Còn khi nó distract thì nó distract bằng dòng của IL2. Như vậy là nó chạc bằng dòng của IL1 và nó đít chạc bằng dòng của IL2. Và khi nào thì nó chạc? Nó chạc thì rõ ràng là khi cái khóa S1 này nó mở. Khi S1 này nó mở thì cái D1 này nó off. Thì đương nhiên là dòng nó phải chạy chỉ có một hướng ấy, là nó sạc cho qua tụ và nó vào được L1. Do vậy là cái khoảng mở của cái S1 này nó sẽ quyết định là C1 được sạc. Và sau đó nó là đít chạc. Thì ở cái khi mà đi nhỏ hơn 0.5 ấy thì hai cái khoảng này nó bằng nhau, nó đều là đi thang. Thế thì do vậy là nó luôn luôn cân bằng được IL1 và IL2. Thế nhưng mà khi mà đi lớn hơn 0.5 ấy, ở cấu hình truyền thống ở cái PWM truyền thống ấy, thì cái S1 này nó lại dẫn trong một cái khoảng thời gian là đi thang. Do vậy là nó chạc trong đi thang. Và như vậy nó đi chạc trong khoảng thời gian là 1-D. Vậy như vậy là cái khoảng đi chạc của nó ấy, nó hoàn toàn không phụ thuộc gì vào cái khoảng mở của S2 nữa. Và do vậy nó gây ra hai cái khoảng này nó khác nhau, một khoảng là đi tham, một khoảng là một chữ đi tham. Do vậy là hai cái dòng ấy, nó trở lên bất đối xứng. Đó là cái lý do chính mà em nhận thấy rằng cái dòng nó trở lên bất đối xứng, IL1 nó không còn cân bằng với IL2 nữa, và do vậy là cái voltage gain ấy, nó cũng sẽ trở lên nó khác và mạch nó chuyển sang một trạng thái hoạt động khác. Thế thì từ cái waveform này thì em mới đề xuất, đây là cái truyền thống khi mà đi lớn 0.5 ấy, thì em mới đề xuất rằng là như vậy là S1 bây giờ mình hạn chế nó lại, mình chỉ cho nó mở đến 0.5 thôi. Còn cái S2 thì nó vẫn mở theo cái duty ratio bình thường, cái D-time của mình. Thế thì khi đó thì rõ ràng rằng là cái C1 này nó chạm trong một khoảng thời gian đúng mà 0.5 luôn. Thì khi đó thì khoảng thời gian còn lại thì đương nhiên cũng là 0.5, nó sẽ ít chạm. Và do vậy là hai cái dòng ấy, nó sẽ bằng nhau. Đó là cái key idea chính khi mà thực hiện cái PWM này. Bởi vì là cái S1 nó mở trong 0.5. và cái S2 nó mở trong đi thang, nên là cái kỹ thuật này gọi là PWM bất đối xứng, tức là hai cái khoảng dẫn của hai khóa này nó không còn bằng nhau nữa. Thế thì khi mà sau đó thì em mới phân tích tất cả các cái thông số khi mà sử dụng cái PWM bất đối xứng, thì em nhận thấy rằng bằng cái PWM bất đối xứng ý, thì cái gain của nó may mắn nó vẫn trùng với cái gain truyền thống, đó là đi trên hàng. Do vậy là cái tính double step down của nó được giữ nguyên. Thế thì cái truyền thống thì chúng ta có thể thấy là nó là đi bình, do vậy là cái tính step, cái tính hạ áp của nó, step down của nó hoàn toàn không tốt tí nào cả, mà nó lại còn là phi tuyến. Ở đây thì chúng ta hoàn toàn giữ được cái đi trên hai, tức là cái tính tuyến tính của nó. Do vậy là cái điều khiển của nó hoàn toàn không bị thay đổi, nó vẫn là đi trên hai và nó tuyến tính. Và thêm vào nữa thì chúng ta nhìn thấy là cái balancing current đó, là với cái cách của mới này thì nó balancing được current đó. Và còn bình thường thì nó không balancing được. Như vậy là chúng ta giữ được hai cái ưu điểm hết sức cơ bản của cái mạch double step down này, mạch series capacitor này, đó là double step down và balancing hai cái current này.
Sau đó thì mới dẫn ra tất cả cái voltage stress, current stress, voltage ripple và armature current. Thì em nhận thấy là so với cái truyền thống của nó ấy, thì cái current stress trên cái S2 và D2 thậm chí nó còn giảm. Ở cách truyền thống thì nó là D time của cái output current, bây giờ nó hạ xuống còn 0.5 thôi. Do vậy là nó có một số cái ưu điểm hết sức rõ rệt. Và như vậy là em đã tiến hành cái mô phỏng và thí nghiệm, thì chúng ta có thể thấy là đây là cái tiến hành mô phỏng của cái double step down ở cái khoảng mà đi nó lớn hơn 0.5 đấy. Cụ thể ở đây đi nó bằng 0. Output bằng 100 này, còn input bằng 250V này. Đó. Thì khi đó là với cái truyền thống ấy, chúng ta có thể nhìn thấy rất rõ ràng là hai cái dòng inductor là nó lệch nhau. Nhưng mà bằng cái PWM bất đối xứng đó và một số cái kỹ thuật nó hơi chi tiết nữa. Mình dùng cái sóng mang là đua exit đấy. Thế thì nó hoàn toàn đối xứng một cách gần như tuyệt đối, Nếu có ngay cả tính cả ripple vào thì cái giá trị trung bình của nó vẫn là hoàn toàn bằng nhau. Thế thì đây là cái kết quả thực nghiệm. Đây là với DT ratio mà 0.8 và đây là cái DT ratio mà 0.6 thì chúng ta vẫn hoàn toàn nhìn thấy là hai dòng ở đây nó hoàn toàn bằng nhau. Thế tiếp theo là đường hiệu suất. Đường hiệu suất đây là theo D và đây là đường hiệu suất theo theo công suất. Thế chúng ta hoàn toàn có thể thấy là rõ ràng là đối với một mạch bậc 2 đó thì cái DT ratio này càng tăng thì cái efficiency nó càng tăng. Do vậy là chúng ta hoàn toàn thấy rằng là cái kỹ thuật của chúng ta là chúng ta mở rộng cho đi lớn bằng 0.5 thì nó càng tốt, vì càng mở rộng ra thì nó càng tốt. Do vậy là đây là cái hình mạch mà tụi em đã build và đã chạy thử nghiệm. Đây là mạch 2 kW. Thế thì tổng kết lại là chúng ta có cái gì ở đây? Chúng ta giữ lại được hầu hết các cái đặc điểm của cái series capacitor, đó là cái double step down này, cái balancing của hai current của hai cái dòng inductor current này, và chúng ta cái gain của chúng ta là một gain tuyến tính chứ không phải là phi tuyến nữa. Chúng ta giữ được cái gain là đi trên 2 này, và đồng thời là cái current stress thậm chí là chúng ta còn giảm được cái current stress. Thì đó là cái tổng kết cho cái kỹ thuật dành cho mạch series capacitor. Thế tiếp theo em sẽ nói về cái kỹ thuật này mà áp dụng cho cái mạch IPOS converter. Thế thì ở cái mạch IPOS converter này là cái gì? Đây là input parallel và output series converter. Thế thì cái mạch này nó xuất phát từ đâu? Nó xuất phát từ cái cấu hình 3 level boost này. Đây là cấu hình 3 level boost. Cấu hình này thì nó có thể làm cho cái VOUT này nó là double của cái boost thông thường, tức là nó là 2 lần trên 1 chữ D. Thế nhưng mà cấu hình này nó có một cái nhược điểm cơ bản, đó là hai cái đầu ra này này nó không thể dùng cho dual output được. Nếu mà khi chúng ta dùng dual output vào đây, chúng ta có một cái lốt 1 R1 và R2 vào đây, thì ngay lập tức nếu mà R1 mà khác R2 thì hai cái điện áp này nó không cân bằng. Tổng cái VOUT này nó vẫn bằng 2 lần 1 chữ D, nhưng mà hai cái điện áp này nó không bằng, mỗi cái nó không bằng 1 trên 1 chữ D nữa. Do vậy nó không thể dùng cho dual output được. Thế thì lab em thì vào năm 2018 thì một bạn gái, bạn Hemin ấy, bạn Hemin Kang, thì bạn có đưa ra một cái cấu hình, đó là bạn ấy thêm một con L vào đây, thì khi đó ở cái cấu hình này của bạn ấy có thể làm cho dual output hai cái đầu ra này nó bằng nhau. Thế thì sau đó vào năm 2021 thì một bạn khác, bạn mới sắp xếp lại mạch này và bạn cải tiến một chút, đó là bạn ấy sắp xếp lại vị trí của con LS này, bạn ấy đẩy về vị trí của L2 này, thì khi đó là cái voltage, cái inductor ripple của cái LI này nó giảm. Thì chúng ta nhìn thấy rất rõ ràng là cái LI này nó chịu cái inductor ripple là của cái VI, nhưng mà ở đây thì nó được chia đôi, nó được xe cái inductor current ra. Do vậy là cái mạch này được gọi là input parallel và output series, thì nó có cái đặc tính là như vậy. Thế thì từ cái mạch này thì chúng ta có thể thấy là hai cái đầu ra VOUT này nó là 2 lần của VIN trên 1 chữ D. Đồng thời nó là, do vậy nó gọi là, thường có thể gọi là double step up. Và hai cái đầu ra này, chúng ta có hai cái đầu ra mà nó luôn luôn cân bằng, mặc dù là tải có thể thay đổi nhưng mà nó cân bằng. Do vậy là chúng ta có dual output, và cái dual output này chúng ta có thể balancing được mặc dù là tải thay đổi. Và nó có thể giảm được cái current stress trên các cái device, do vậy là cái efficiency của nó sẽ tốt hơn. Thế thì ở cái mạch này nó mắc phải một cái nhược điểm cơ bản, đó là nó chỉ hoạt động với đi lớn 0.5 thôi. Bởi vì cũng giống như cái logic của cái truyền thống ấy, thì là khi mà chúng ta tăng gấp đôi cái gain lên,
thì cái duty ratio nó bị, cái giải của nó bị hẹp đi một nửa. Cái giải của nó bị hẹp đi một nửa. Cái giải của nó bị hẹp đi một nửa. Thế thì khi mà em nhìn thấy cái cấu hình này ấy, thì em nhận ra rằng bản chất ý, về duality theory ấy, thì cái cấu hình hai phase interleaving bug này nó là hoàn toàn tương đương với three level boost. Do vậy là em tin tưởng rằng tất cả những cái thứ kỹ thuật mà áp dụng trên two phase interleaving bug này hoàn toàn có thể áp dụng cho three level boost. Do vậy ấy, là khi mà em đã cải tiến cái PRM scheme cho two phase interleaving bug đấy, thì mình cải tiến nó lên thành series capacitor bug rồi. Đó, mình có thể áp dụng được cho cái này thì em hoàn toàn tin tưởng mình có thể giải quyết cho IPOS. Thế thì em có nhìn kỹ hơn một chút, đó là từ cái series capacitor bug này. Nếu mà chúng ta chuyển cái khóa S1 này xuống dưới, chúng ta move S1 này xuống dưới, chúng ta có vị trí của S ở đây. Sau đó là bởi vì là khi đó thì con tụ này nó là tự do và đây là nguồn áp nên chúng ta có thể thêm một con tụ vào đây, thêm một tụ C2 vào đây. Sau đó là chúng ta lật VA và VIN lại thì đây chính là IPOS. Đúng không nào? Từ đây chúng ta nhìn thấy là hai con L này và sau đó đây là VAL này với hai con tụ này đầu ra này. Do vậy là cái kỹ thuật mà cái PRM bất đối xứng đó, mà đã được áp dụng trên series capacitor bug nó hoàn toàn có thể được áp dụng trên IPOS converter. Do vậy là em mới vẽ tất cả các waveform của cái IPOS converter ra. Thì em nhận ra rằng lúc đầu thì reviewer thì bác reviewer bác ấy có không đồng ý bởi vì là cái mà chứng minh rằng cái hai cái output ấy, nó có thể balance được ấy, nó hơi mơ hồ. Nhưng mà sau đó thì em đã vẽ cái dòng VAB, cái waveform của VAB, tức là cái điện áp rơi trên hai con L này. Thì ở cái giải truyền thống là đi lớn 0.5 đấy, thì khi mà S3 này nó dẫn này, chúng ta nhìn thấy S3 này nó dẫn thì cái VAB ở đây nó rõ ràng là nó bằng cái VA1. Đó, nó bằng VA1. Còn ở thời gian còn lại thì nó bằng trừ của VA2. Do vậy là với đi lớn bằng 0.5 ấy thì hai cái khoảng này nó bằng nhau. Hai cái khoảng nó bằng nhau. Do vậy là dựa trên cái flux balance của cái L12 ấy thì rõ ràng là hai cái điện áp này nó phải cân bằng nhau. Nhưng mà ở cái PRM truyền thống ấy khi đi mà nhỏ 0.5 ấy thì hai cái giải này nó không còn bằng nhau nữa. Nó không còn bằng nhau nữa. Do vậy là cái VO1 và VO2 nó chắc chắn là nó phải khác nhau. Thế thì reviewer hoàn toàn đồng ý là giải thích dựa trên flux balancing của inductor là hoàn toàn là sáng tỏ. Thế thì em đưa ra ý tưởng là thế thì bây giờ ở cái truyền thống là khi mà đi nhỏ 0.5 nó hai cái khoảng này nó bằng nhau nhưng mà nó không làm cho hai cái điện áp này nó cân bằng. Thế thì bây giờ em mới fix một cái giải nó là giữ nó bằng 0.5. Đó thì khi đó con S3 này nó hoàn toàn mở trong khoảng thời gian là 0.5 thôi. Thì như vậy là hai cái khoảng của VAB ấy, nó cân bằng nhau. Và do vậy là hai điện áp này nó bằng nhau. Thế sau đó em mới so sánh tất cả các thông số thì em nhận thấy rằng là nó giữ nguyên được cái gain. Đó. Và đồng thời là nó có cái output là balancing. Như vậy là rất tốt. Và em so sánh tất cả các thông số thì nhận ra rằng thậm chí là cái current stress nó giảm. Cái inductor ripple nó cũng giảm. Thì khi đó em định đưa vào bài nhưng mà giáo em thì có nói rằng cái chuyện đó thì thực ra là nó rất là tự nhiên bởi vì ở tất cả cái boost time converter này thì khi mà duty ratio của mình mà lớn hơn mà nhỏ đi ấy, thì tất nhiên là mạch nó sẽ hoạt động tốt hơn. Do vậy là tất cả các cái thứ này nó là tất nhiên nên là chúng ta không nên đưa vào nữa, nó là tất nhiên rồi. Do vậy là em đã loại bỏ cái phần so sánh ở đây. Còn về bản chất là nếu mà mọi người so sánh kỹ ra thì tất cả các inductor ripple và cái inductor current stress là nó được giảm. Thế thì em đi thực nghiệm thì ở mô phỏng chúng ta có thể thấy ở đây là ở mô phỏng với đi bằng 0.4 thì với cách truyền thống thì hai cái output này VA1 và VA2 ở đây là nó lệch nhau rõ rệt. Nhưng mà với cái PRM bất đối xứng đó, thì nó hoàn toàn cân bằng. Thế thì ở đây em có thực nghiệm dựa trên hai tải khác nhau. Tải 1 bằng full tải còn tải 2 là một nửa tải thì nó vẫn bằng. Sau đó đảo lại. Tải 1 thì để full để nửa tải còn tải 2 là full tải thì hai cái điện áp đầu ra chúng ta thấy VO1 và VO1 nó vẫn cân bằng. Tiếp theo là ở trường hợp mà một cái không tải R1 thì chúng ta thấy là không tải hoàn toàn cái IL1 nó chạm về không
chạm được không. Và cái trường hợp số 2 đó, nó tải số 2 là không tải, thì chúng ta vẫn thấy là hai cái điện áp đầu ra VL1 và VL2 nó hoàn toàn cân bằng. Tức là khi chúng ta mất một tải thì hai cái điện áp đầu ra nó vẫn giữ. Và sau đó là em có tiến hành là chúng ta đang chạy lệch tải, chúng ta cắt tải số 2 đi, cắt tải số 2 đi. Sau đó chúng ta lại đóng tải số 2 vào, thì chúng ta nhìn thấy là rõ ràng là cái dòng IL2 nó bị tụt. Sau đó là khi chúng ta đóng tải vào thì nó lại trở nên cân bằng, nhưng mà điện áp của nó hầu như chúng ta không thấy cái spike ở cái thời điểm đóng cắt. Như vậy là cái như vậy là cái cấu hình nó hoạt động rất là tốt, và cái dynamic của nó tương đối là ổn định. Thế thì sau đó là em có đo hiệu suất, thì rõ ràng là chúng ta nhìn thấy là với cái duty ratio càng nhỏ thì cái hiệu suất này nó càng lớn. Cái này là hết sức hiển nhiên trong cái dạng boost time, thì cái này là rất tốt vì chúng ta đang làm cho cái duty ratio ở giải nhỏ 0.5. Thế đây là cái mạch phần cứng mà em đã thực hiện. Thế thì kết luận lại là chúng ta giữ được hầu hết các cái đặc tính của cái IPOS. Bây giờ chúng ta mở rộng được hết cái duty ratio từ 0.1, và hai cái output của chúng ta giữ nguyên được cái đặc tính của nó là cân bằng được điện áp, và thêm vào nữa đó là cái gain là không đổi và cái current check là giảm. Để chi tiết hơn thì mọi người có thể đọc các bài báo của em, ở trong các slide thì em đã đều đính kèm các bài báo. Như vậy là tổng kết lại thì ở phần 1 em có nói về bốn dạng non-isolated DC-DC. Sau đó là phần 2 em có nói về một cái kỹ thuật, một số kỹ thuật mà lab em hay dùng: three terminal switching device, voltage gain, duality theory và cái biến đổi mạch hoặc là switching cell. Thế thì từ những kỹ thuật này và một số kỹ thuật nâng cao khác thì chúng ta có thể nhìn các cái mạch mới, và chúng ta nhìn dưới cái góc độ mà chúng ta có thể hiểu được là nó có thể dẫn ra từ đâu. Sau đó thì ở phần 3 em có trình bày cái lý thuyết về PWM bất đối xứng, và em đã áp dụng cho cái double step down và cái IPOS converter. Thì em xin kết thúc bài trình bày ở đây. Mong rằng là mọi người nó có hữu ích cho mọi người. Xin cảm ơn ạ. Rồi, cảm ơn Đại rất là nhiều. Bài present rất là thú vị, từ cơ bản giải thích cái cách nhìn mặt rất là dễ hiểu, và cũng giải thích rất là rõ ràng cái kỹ thuật PWM bất đối xứng ứng dụng cho hai cái mặt rất là hot bây giờ. Rồi, mời quý đồng nghiệp đặt câu hỏi ạ. Mọi người cứ mạnh dạn đặt câu hỏi ạ. Trong lúc mà đợi mọi người đặt câu hỏi thì mình có câu hỏi nhỏ tí Đại. Thứ nhất là cái khi mà mình thay đổi, mình muốn cải thiện bất cứ cái gì thì mình cũng phải hy sinh một chút trên cái mặt, mà cụ thể trong các bài của em lại muốn tăng cái gain, thì thường cái kỹ thuật đó là mình phải thêm cái capacitor vô. Thì như vậy mình khi mà mình thêm capacitor vô thì mình lại lo ngại về cái kích thước của cái mặt này. Như khi mà capacitor nó cũng khá là nhạy cảm khi mà mình nói về cái độ tin cậy, thì lại có cái bình luận về trong cái chuyện này không? Đã thấy cái mặt nó có bự lên không, hay là mình thấy nó vẫn như vậy? Dạ, thực tế thì cái nhận xét của anh nó rất là chính xác đó ạ. Nó rất là chính xác. Ở đây thì chúng ta có một cái đánh đổi rất là rõ ràng. Để em share, em xin phép share tiếp cái màn hình lên để mà mình trao đổi cho nó dễ. Vâng, trong lúc mà mọi người còn trao đổi có thể anh Đại cứ để cái màn hình share đấy ạ, thì chắc là mọi người sẽ đặt câu hỏi và sẽ nhanh hơn đấy ạ. Nhất trí. Thế thì cái nhận xét của anh Khang là hoàn toàn là chính xác, bởi vì là thế thì ở đây là mình khi mà mình muốn tăng double của cái gain lên thì rõ ràng là cái đánh đổi nó là
cái đánh đổi của nó là mình phải thêm con tụ vào đây. Thêm con tụ vào đây thì rõ ràng là cái kích thước của mạch này nó sẽ tăng lên, và tụ đấy như chúng ta biết là cái tuổi thọ của nó cũng tương đối là nhạy cảm và nó sẽ ảnh hưởng đến cái tuổi thọ của mạch. Nó tụ thì nó không có cái hoạt động ổn định như cái L được. Thì rõ ràng đây là một cái đánh đổi của mạch. Thế nhưng mà cái vấn đề ở đây của chỗ là cái mạch double step down này, hoặc là cái mạch IPOS này, tức là bản chất là nó vẫn có sẵn rồi, tức là nó vẫn có sẵn trong công nghiệp và trong ứng dụng rồi, thì cái PRM bất đối xứng của em thì nó lại không thay đổi gì về cái cấu trúc của cái mạch này cả. Tức là em vẫn dựa trên hoàn toàn trên cái mạch này và em mở rộng cái giải duty ratio của nó. Tức là cái mạch này thì hoàn toàn là cấu trúc thì với cái PRM của em thì nó không bị thay đổi về cấu trúc. Rồi. Đúng rồi, mình hiểu cái nói chung là đại là tập trung vô cái current balancing là chủ yếu. Cái đó nó, cái giải thích của đại rất là rõ ràng, mình rất là thích. Rồi mọi người có ai đặt câu hỏi không ạ? Rồi mời. Rồi mời bạn Thắng ạ. Bạn Dung Nguyễn trước ạ. Bạn Dung Nguyễn có ghi lại. Chào Dung. Dạ em chào anh ạ. Dạ. Anh chào anh Đại. Chào Dung. Dạ, em mới làm thế nào để em cũng theo hết cái slide của anh ạ. Nhưng mà em có vài câu hỏi dựa lên mấy cái ý tưởng của anh về cái program bố đối xứng ạ. Thì trước tiên là em hỏi anh là cái MOSFET à, thì khi mà anh chạy với hai voltage gain như vậy á, thì cái MOSFET voltage stress của anh là nó có giảm không, hay là nó vẫn cố định bằng với cái maximum voltage output hay input voltage à? Tại vì thường là khi mình chạy mà hai voltage gain như vậy á, thì thường cái MOSFET sẽ mình sẽ tìm cách làm sao mà mình giảm được cái voltage stress của con MOSFET để mình có thể chọn mấy con MOSFET với low voltage stress, khi đó là cái ADSL này nó nhỏ hơn á. Cái thứ hai á là em hỏi là khi mà mình chạy với cái high voltage gain như vậy á, những cái proposed topology của anh á, thì không biết là anh có phải xem được chẳng hạn như không xét tới cái những cái trường hợp chẳng hạn như soft switching MOSFET không ạ? Kiểu như là những cái này mình sẽ không có đặt cái điều kiện là soft switching MOSFET lên trên hàng đầu á. Và cái thứ ba là khi mà mình gắn con tụ ở đó, thường con tụ này là nó sẽ là cái thằng manpower cho cái mạch, thì cái này RMS current của con tụ rất là cao, thì không biết là cái việc chọn tụ với lại cái cách mà mình chọn tụ đồ đó nó ảnh hưởng tới cái mạch nhiều không ạ? Cảm ơn Dũng. Dạ, cảm ơn anh này. Thực ra thì những câu hỏi của Dũng thì nó cũng rất là chính xác và nó là những câu hỏi rất là hay. Mình biết Dũng là cũng là nghiên cứu tương đối là sâu về cái topic này, bởi vì là trong cái bài báo của mình thì mình có sai bài báo của Dũng. Thế thì cái đầu tiên là về cái voltage stress thì Dũng là hỏi cho cái series capacitor, tức là ở đây thì anh có nói cái PRM bất đối xứng dành cho hai bộ là bộ buck và bộ IPOS boost ấy, thì Dũng muốn đề cập tới cái bộ nào? Dạ em nghĩ chắc bộ thứ hai à? Bộ thứ hai à? Thế để anh chuyển slide tới cái bộ thứ hai để cho nó. Ok, cái bộ thứ hai. Đây là cái slide này. Mình nhìn trên cái topology đi. Ok, ở cái bộ số 2 thì đây là cái bộ IPOS này, đúng không? Thế thì Dũng có quan tâm là về cái voltage stress. Đầu tiên là cái voltage stress của cái các cái khóa này, đúng không? Đầu tiên là cái voltage stress của các cái khóa này. Thực ra ấy thì về bản chất ý, thì hai cái bộ này nó là duality theory của nhau mà. Thế nên là mình nhìn cái bộ này
và nhìn trên cái bộ series capacitor buck thì nó cũng đều có thể hiểu được cả. Đó. Thì nó cũng đều có thể hiểu được cả. Thế thì đầu tiên là về cái voltage stress thì cái bộ series capacitor buck này thì chúng ta có thể nhìn thấy ngay là cái voltage stress nó được giảm. Ví dụ như cái S1 này và cái D1 này thì cái voltage stress của cái bộ truyền thống là cái bộ two phase interleaving buck này thì tất cả các cái khóa này chúng ta nhìn thấy là nó bị giới hạn bởi cái Vin. Mà thường ở bộ buck ấy thì cái Vin là lớn hơn Vout mà, nên là chúng ta tính theo Vin. Đó, tất cả các cái khóa này là bị theo Vin. Nhưng mà sang cái series capacitor buck này này thì con cái tụ này nó hỗ trợ. Do vậy là cái chúng ta nhìn ngay trên cái loop này thôi, ngay trên cái loop này thì chúng ta sẽ nhận ra ngay là cái khóa S1 này và D1 này, cái voltage stress của nó bằng Vin minus VC. Như vậy là nó được giảm đi một cái lượng chính bằng VC. Do vậy là voltage stress của cái MOSFET này nó được giảm, là nó bản chất là nó được giảm. Do vậy là nó có lợi thế hơn. Chính vì vậy lên cái bộ double step down này mà so sánh với bộ truyền thống ấy thì cái efficiency của nó là tốt hơn. Đó, chính vì thế nên là ở trong một số lĩnh vực trong công nghiệp ấy, nó được dùng, mặc dù là nó có thêm con tụ C. Đó, thì mình sẽ phải cân đối cái giá trị của tụ C, và đúng như Dũng nói là cái IMS của tụ C để mình chọn tụ C cho nó phù hợp. Nhưng trong một số ứng dụng thì nó vẫn được ưa thích sử dụng. Đó là cái câu trả lời thứ nhất về cái voltage stress thì nó được giảm. Và đồng thời cái câu hỏi số 3 luôn của Dũng về cái tụ C này thì rõ ràng là khi chúng ta có cái tụ C ở đây ấy thì đúng như anh Khang nói ấy, thì là cái volume của nó rõ ràng là bị tăng. Và thêm một cái nữa đó là cái IMS current này, cái IMS current này thì rõ ràng là chúng ta phải tính toán, bởi vì là nếu mà cái dòng qua cái tụ C này lớn thì cái kích thước con tụ này nó sẽ tương đối lớn và nó sẽ làm cho cái mạch này nó, cái volume nó to lên và cái tuổi thọ của nó cũng bị ảnh hưởng. Thế nhưng mà trong một số ứng dụng thì họ vẫn chấp nhận được cái chuyện này. Trong một số ứng dụng công suất nhỏ thì họ vẫn chấp nhận được cái chuyện này. Do vậy là cái mạch này vẫn được dùng trong một số lĩnh vực trong công nghiệp. Đó. Và cái tiếp theo Dũng hỏi về soft switching ấy thì anh sẽ show ở cái cấu hình số 2 để nhìn cái soft switching nó rõ hơn. Rồi. Đây là cái cấu hình số 2 là cái cấu hình IPOS computer đó. Thì cái hiệu suất của anh đạt được ở đây ấy là hiệu suất anh đạt được ở đây theo cái ví dụ như theo công suất đi thì maximum ở đây anh đạt được tầm khoảng đây là tầm khoảng 96.5%. Đó, 96.5%. Thế thì ở đây là anh hoàn toàn anh chưa xét đến soft switching, bởi vì là trong cái khuôn khổ cái bài báo của anh ấy vì nó bị hạn chế bởi số trang vì nó là letter paper mà. Thế nên là anh không có bàn về cái soft switching. Còn về bản chất ý, là với cấu hình này ý, anh hoàn toàn có thể làm soft switching được. Vì như em nhìn thấy ở đây là cái inductor current này. Anh hoàn toàn có thể đẩy inductor current nó xuống dưới, có phần dưới không được. Nó có phần negative này. Đó, cái giá trị trung bình ở đây mà. Đó, khi mà cái inductor current này nó hoàn toàn đẩy xuống không được thì cái đoạn negative này chúng ta hoàn toàn có thể dùng để mà đưa cái dead time ở đây và làm soft switching được. Và khi đó thì cái hiệu suất của nó chắc chắn là được nâng lên. Thế nhưng mà trong khuôn khổ bài báo của anh ấy, thì anh không bàn tới cái chuyện soft switching bởi vì là nó hơi xa cái chủ đề của bài báo. Đó là cái trả lời của anh về cái những câu hỏi của Dũng, không biết là nó có đầy đủ và Dũng có bổ sung gì không? Mình nghĩ là các bạn có thể trao đổi riêng thêm, bởi vì mình có một số câu hỏi nữa, bây giờ mình cũng yêu cầu Đại là trả lời ngắn gọn trong vòng 1 phút một câu hỏi thôi. Rồi mời bạn Thắng ở sổ anh Tết ạ. Mời em chào anh Đại ạ. Mời em chào anh Khang. Anh Đại cho em hỏi chút là ở cái mạch của anh, tại vì là anh nói AB ở đây là trong công nghiệp thì người ta đã sử dụng cho công suất thấp. Thì công suất khoảng bao nhiêu và nếu mà mình muốn tăng công suất lên ví dụ khoảng 5 kW chẳng hạn thì nó có vấn đề gì lớn hay không và nó có gặp những cái challenge như thế nào? Cái câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai thì là cái mạch đầu tiên anh propose ấy, thì nó có cái switch nối trực tiếp với lại cái Vin thì hình như là cái rating của current nó lớn hơn, tức là nó sẽ double so với lại những cái dòng điện của những cái switch khác đúng không ạ? Đó là câu hỏi ra cũng không hẳn đâu. Đó là hai câu hỏi của em đúng không?
Dạ vâng. Thế thì ở cái câu hỏi đầu tiên ý, là em băn khoăn về cái chuyện là tăng công suất. Thì sở dĩ là cái mạch này ý, nó bị hạn chế công suất vì chính như anh Khang với cả Dũng đã nhận định ý, là vì tụ C này này. Chúng ta phải cân nhắc cái tụ C khi mà design. Đó. Thế thì một hướng mà khi mà thông thường cái này của anh là đang làm cho 2 kW. Cái mạch của anh là build 2 kW. Thông thường nếu mà em tăng công suất lên thì em sẽ tăng lên cái phase đây là 2 pha mà. Hai phase mà. Khi em tăng công suất em có thể tăng lên 3 phase được, 4 phase được. Đó. Thì nhóm của giáo sư Nhật Bản thì ông khi mà ông đưa ra cái này ông đã từng viết một bài khác về 4 phase rồi. Thì anh nghĩ là 5 kW là hoàn toàn khả thi. Cái câu hỏi số 2 của em ý là vì cái khóa này đúng không này, cái khóa này thì nó nối với cái input thì em lo ngại rằng cái current stress nó tăng. Thế nhưng mà cái đây là mạch buck converter. Mạch buck converter thì cái người ta quan tâm về dòng ấy là dòng đầu ra, vì dòng đầu ra nó mới là cái to. Bởi vì là cái input thì nó hạ áp mà. Do vậy là cái I out này, cái I not này nó mới là dòng lớn. Thế thì cái I not này nếu mà nó được xe ra bởi hai cái con inductor này thì mỗi con này là chịu một nửa dòng đầu ra. Thế thì khi đó là chúng ta có thể nhìn thấy là cái con switch này S1 này bình thường là nó chịu cái current jet là một nửa dòng đầu ra. Đó, thế thì dựa trên cái nhìn nhận của dòng đầu ra ấy, thì con này nó chỉ chịu dòng đầu vào thôi. Nên là không hẳn nó sẽ lớn hơn. Đó. So sánh cụ thể thì phải so sánh chi tiết, anh có một cái bảng trong bài đó, em có thể coi. Nhưng mà nó không hẳn là lớn hơn, một số trường hợp là nó nhỏ hơn. Bởi vì cái này nó chịu dòng I in, còn thằng này thì lại chịu dòng là I out chia đôi. Mà bản chất thằng này nó vẫn là chịu dòng sạc của thằng IC này thôi. Và nó vẫn chỉ dòng UL này thôi. Do vậy là dựa trên cái output đầu ra ấy, thì cái current stress nó là gần như hoàn toàn tương đương. Chúng ta có thể hiểu là thế. Ok, em cảm ơn anh ạ. Okay. Rồi, topic của Đại rất là thú vị. Mình còn nhiều câu hỏi nữa, ví dụ như của anh Đỉnh ở Bách Khoa Hà Nội, của Duy. Duy đã đặt câu hỏi ở chat room rồi, thì tí nữa mình gửi câu hỏi cho Đại, Đại có thể trả lời trực tiếp được. Còn mời anh Đỉnh gửi câu hỏi vô chat room để ban tổ chức có thể gửi cho Đại trả lời cho anh. Bởi vì mình phải thời gian mình đã 10 quá giờ rồi. Mình phải mua lên bài thứ hai mới được. Rồi cảm ơn Đại rất là nhiều, bài rất là hay và mọi người rất là quan tâm tới cái bài của Đại. Cảm ơn rất là nhiều. Dạ, em cảm ơn Vipac ạ. Dạ.